Bước vào trung tâm đá quý là khu vực đón tiếp khách. Tiếp đó là phòng của ông Trần. Bên phải là phòng hội nghị, bên trái là phòng giám đốc. Cuối cùng là phòng nước. Tất cả đều là kính phản quang. Tia hồng ngoại thăm dò được, tên cướp đã tập trung con tin vào phòng hội nghị. Còn chúng đang ở phòng của ông Trần. Hiện trường là tầng 8 của một cửa hàng đá quý. Bên trong có 4 tên cướp, đều mang quốc tịch nước ngoài, họ đều có súng. Ngoài ra còn có 3 nhân viên và 6 khách hàng. Cậu Quang, cậu Tinh vào phòng nước. Yes sir. Anh Nam, cậu Khang phòng giám đốc. Yes sir. Lực Toàn, cậu Minh phòng hội nghị. Yes sir. Dĩ Ký, cậu Hào đu dây đập bể cửa kính để cậu Nguyên và mọi người nhìn thấy rõ tình hình bên trong, đồng thời phân tán bọn cướp. Yes sir. Chủ môn phụ trách phá cửa. Yes sir. Những người còn lại làm chi viện. Yes sir. Tổ đột kích qua đây. Cậu Nguyên, tiện nhân S2, Long Bà S3 chia nhau phụ trách ở 3 khu vực ABC. Yes sir. Xếp lưng. Tình hình sao rồi? Đội đột kích đang vào vị trí, những cánh khác đã bố trí ổn thỏa. Chuẩn bị tiến vào bên trong. Yes sir. Xuất phát. Alpha 1 sẵn sàng. Alpha 2 sẵn sàng. Hành động. Tất cả đứng yên. Hai tay để lên đầu. Đưa hai tay lên đầu. Một nghi phạm đã bị khống chế. Hai nghi phạm bị khống chế. Ba nghi phạm bị khống chế. Khu A không có phát hiện. Bỏ súng xuống. Tránh ra, tôi phải đi. Bỏ súng xuống, nhanh lên. Tránh ra, tôi phải nổ súng đó. Tôi còn muốn chết. Tôi sẽ nổ súng. Hãy cho hắn đi mà. Mấy anh có nghe thấy không? Cho hắn đi. Chúng tôi ra đi. Tôi muốn ra ngoài. Cho hắn đi. Mấy anh có nghe không? Cho tôi ra ngoài đi. Thả hắn đi. Cho tôi ra ngoài đi. Tôi không muốn chết. Tôi xin các anh thả hắn đi. Thả hắn đi mà. Xin các anh thả hắn đi. Đại bàng, gà con. Gà con đại bàng. Nghe rõ. Tôi xin các anh thả hắn đi. Thả hắn đi mà. Xin các anh hãy thả hắn đi. Đại bàng ngoan. Lòng đẩy tôi nổ súng.决定面对，找那壮举。
身高最从无后退，身边会是谁？Sếp Trần, lần này nhờ sếp phát hiện tên cướp giả làm con tin, nếu không thật sự không biết phải làm sao. Tất cả cũng nhờ anh em phối hợp. Không ngờ tên cướp đã xảo quyệt như vậy, nghĩ ra cách giả làm con tin. Xảo quyệt thì sao chứ, cũng bị sếp Triển phát hiện ra thôi, phải không? Nếu không nhờ mọi người ăn ý nhau, hành động lần này đâu thành công như vậy. Nếu tôi có thể cùng mọi người hành động thì tốt quá. Trước giờ chưa có cảnh sát nữ nào thông qua tuyển chọn vào đội công kích của SDU. Sao anh biết tôi không được? Vì chúng tôi đều cảm thấy cô không được. Xếp lương. Hôm nay các anh làm gì vậy? Hả? Sao để lâu như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ? À, bởi vì hôm nay tên cướp giả làm con tin, cho nên không mới... cần mượn cớ. Chỉ cần 4 tên cướp, các anh có cả đại đội, phải mất hơn 1 phút mới giải cứu được hết con tin. Như vậy là không chuyên nghiệp. Tôi không muốn để người khác nói SDU do tôi dẫn dắt không chuyên nghiệp, có hiểu không? Yes sir. Được rồi, không hỏi thì đừng nhắc, hỏi rồi lại nhắc tới nhắc lui đúng không? Biết rồi. Ba má. Ủa, về rồi hả? Chút xíu, về bao liên. Thao à, lúc nãy có tin tức nói đội phi hổ có hành động còn nổ súng nữa. Mấy đứa có tham gia không vậy? Có, nhưng tụi con có đồ bảo hộ lại bố trí tốt, không có nguy hiểm gì đâu, má đừng có lo. Nói thì nói vậy, nhưng súng đạn đâu có mắt. Yên tâm đi dì, đội phi hổ tụi con á vừa đưa ra một báo cáo nội bộ. Chỉ tính riêng các vụ tai nạn giao thông không thôi thì con số thương vong cộng lại còn cao hơn đội phi hổ SDU của tụi con nữa. Cho nên tụi con rất an toàn. Phải đó, lo bò trắng răng. Con bà làm trong đội phi hổ lâu nay, có nhiều kinh nghiệm, cộng thêm người cha tài giỏi từng làm cảnh sát như tôi đây, phải nói là hổ phụ sinh hổ tử, gặp bôn cũng không sợ đúng không? Nói giùm tụi nó thì có phần của ông, giỏi vậy đã không về hưu non rồi. À, chú Siêu à, chúng ta dọn cơm thôi. À, phải vô phụ đi. Đói quá. Tôi bỏ đi má, ba không cố ý nói như vậy đâu, tại ba nhanh miệng thôi mà. Ông nói chuyện thường không có suy nghĩ. Con cũng mệt cả ngày rồi, nè nghỉ ngơi chút đi ha. Má đi dọn cơm, con đợi ăn cơm nha. Em phải bay rồi, lần này em sẽ đi một tuần. Chắc em sẽ rất nhớ anh. Nhưng mà không sao đâu, khi nào về em sẽ gọi điện cho anh. Lúc đó sẽ nói chuyện sau ha, bye bye. Nó đợi con đến nỗi sắp trễ giờ bay luôn. Má thấy cổ có buồn không? Có một chút. Con hứa sẽ đưa nó ra sân bay mà, đột nhiên lại nói là có chuyện phải làm. Khi nào cổ về con sẽ vỗ ngọt cổ. Có nhiều lúc má thấy lo cho hai đứa quá. Một đứa thì cứ lo công việc, một đứa thì cứ bay tới bay lui. Nói thẳng ra xa nhiều hơn gần. Tuệ Tuệ là đứa chưa chín chắn lắm, lúc thế này lúc thế kia. Được rồi má, con biết tự cân nhắc mà. Con nói là má nói nhiều cũng được. Con yêu mà không biết lo gì hết. Dù nó không bị người khác cướp đi, má cũng sợ nó sẽ tự bỏ đi đó. Con biết rồi. Cho nên con định đợi lần này cổ về sẽ cầu hôn cổ. Hả? Thật không? Vậy thì tốt quá, cuối cùng má cũng đợi được ly trà con dâu. Nè, má của con rất dân chủ, có đãi tiệc hay không cũng không sao. Má với ba thích đi du lịch đâu đây, Maldives hay là Italy? Tại sao con hỏi như vậy? Từ khi con làm cảnh sát, chưa từng dẫn ba má đi chơi. Nó định lần này dù sao cũng đi trăng mật, cả gia đình vui vẻ đi chơi luôn. Má biết con rất hiếu thảo, nếu như con muốn làm má vui lòng thì mau cưới vợ sinh con cho má bồng đi. Như vậy là tốt nhất rồi phải không? Vậy thì phải coi Tuệ Tuệ có chịu sinh con không. Chào mọi người, tôi tên là Du Học Lễ. Tại sao muốn gia nhập đội phi hổ? Vì đội phi hổ là tinh anh của tinh anh trong ngành cảnh sát. Cũng như tôi, cũng là tinh anh của tinh anh. Cậu dựa vào đâu nói mình là tinh anh của tinh anh?
Killing House. Trong 40 giây hoàn thành hết các mục tiêu. Tôi biết từ trước tới nay chỉ có Sếp Triển mới làm được. Sếp Triển là tin anh, tôi cũng vậy. Vì chị Sếp Triển làm được, tôi cũng sẽ làm được, thậm chí còn tốt hơn. Lại một tên boss, chắc chắn sẽ chết thảm. Còn cậu? Tôi tên Khâu Tuấn Hiên, tôi gia nhập đội Phi Hổ bởi vì tôi yêu thích công việc của đội này, sếp. Nhưng yêu thích không có nghĩa là sẽ làm được. Có rất nhiều người gia nhập không lâu đều rút lui. Cậu dựa vào đâu nghĩ mình sẽ làm được? Tôi làm việc gì cũng cố gắng hết mình, thậm chí còn cố gắng hơn những người khác nữa, sếp. Bây giờ hai người một tổ, nhảy lên xe trong lúc xe đang chạy. Khi đến tòa nhà chiến thuật trên sân thượng, tốc độ nhanh nhất, đu dây xuống sau đó tiếp tục lên sân thượng. Đã rõ chưa? Yes sir. Cậu Nguyên, cậu Quang một tổ, cậu Lễ, cậu Hiên một tổ, các cậu đi trước. Bình tĩnh đi. Hai người một tổ có nghĩa là cậu và đồng đội của mình giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ tôi đã giao. Đội Phi Hổ không chấp nhận chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cũng không chấp nhận đội viên nào bỏ mặc đồng đội không lo. Sếp, cậu ta chỉ không được nhanh, chậm hơn tôi một chút thôi. Ý cậu là đồng đội của cậu không nhanh, không giỏi bằng cậu? Cậu giỏi lắm hay sao? No, sir. Thì ra mọi người luyện tập lâu nay cũng không bằng một người mới. Vậy thì tập thêm đi. Xuống sân bóc đợi tôi. Yes, sir. Hiệp trước hiệp sau là 90 phút, hòa thì thêm giờ. Đừng có chơi kiểu đối phó. Nếu như để tôi thấy ai không theo banh hoặc là cố ý đá banh ra ngoài sân bóng thì là phạm quy. Mỗi lần phạm quy tăng thêm 5 phút. Đã hiểu chưa? Yes sir.
cuối cùng cũng xong rồi. Người mới vào đội đâu có nghỉ sớm vậy? Cú Linh được cái làm mất mặt chứ, uống đi. Cố lên, 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 hay lắm, hay lắm, tốt lắm, hay lắm, hay lắm. Mới vào tổ nào cũng vậy thôi, uống trước ba chai, sau khi uống xong ba chai rồi sẽ được coi là người mình. Hả? Cô ta chỉ uống có một nửa thôi mà. À đúng rồi, đúng rồi. Nếu như cũng bị uống thì sao? Trong mấy uống cũng phải uống thôi, tinh thần đồng đội đối xử công bằng. Đúng, 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 đúng. Vậy là chọc người mới rồi. Lính cũ ăn hiếp lính mới có gì lạ? Cậu thử hỏi họ xem có ai khi còn là lính mới không bị như vậy. Chúng tôi đâu chuyện cái gì. Nè cậu không cần sợ, lúc làm việc á thì ảnh là chỉ huy, khi hết giờ ảnh làm anh em đó. Cậu không tin hả? Nè sếp Điển, anh cho thấy bộ dạng chơi vui vẻ của anh đi. À, chúng ta chơi chơi cái gì? Đón tên phim. Được, à, đúng rồi, đúng rồi, phải đó. Người thua phải uống hết một chai đó, làm ơn. Được, à, được. Sếp Điển à, lần này anh chắc chắn sẽ say, bình thường anh rất ít xem phim. Phải đó, uống là được chứ gì. Nhưng mà sếp Điển, lần trước anh còn nợ một chai chưa trả, chắc không quên chứ. Phải đó, được rồi, được rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Thì ra trong lòng mọi người tôi đáng ghét đến như vậy. Được, uống đi, đây, tôi uống nha, nè. À, đúng nha, uống nha, uống hết rồi. Cậu đem tới đây cho cậu uống một mình luôn, cậu tin. Sao cậu nhiều chuyện vậy? Uống đi. Uống đi, uống đi. Uống đi, uống đi. Có đồ ăn rồi. Uống đi, uống đi. Ủa, có người mới vào đội nên vui vậy sao? Thứ ăn này chú Siêu sẽ mời đó. Sao rộng rãi vậy chứ? Ờ, không đủ sao? Bao ly nè, lấy thêm mấy dĩa nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Nghe nói lúc trước chú cũng làm cảnh sát, có chiến thích nào? Chú kể cho tụi con nghe, sẵn học hỏi luôn. Kể chi tiết anh Hùng đúng không? Ê cha, vậy thì nhiều lắm đó. Nè, năm 1974 á, ngân hàng Bảo Sinh xảy ra vụ cướp. Phải tên cướp lấy tiền xong liền bỏ chạy. Nè nè chú Siêu, có tên cướp nào lấy tiền xong mà không bỏ chạy chứ? Chú vừa có nói xong mà, lúc đó cửa lớn ngân hàng lập tức đóng lại. À, chú Siêu. Má, cho con hai chai bia. À, được rồi. Cậu Phú. Anh Thao. Ngày đầu đi tuần hả? Dạ phải. Chà, cậu Phú, mặc đồng phục vào đúng là đẹp nghe. Cả con đường này ai cũng thấy cậu trưởng thành. Cả cậu cũng làm cảnh sát rồi, chú cũng phải công nhận mình già thôi. Anh Thao, kể từ ngày đầu em quyết định làm cảnh sát, anh luôn ở bên cạnh ủng hộ, động viên em mới thuận lợi tốt nghiệp được. Sau này em chắc chắn sẽ giỏi giống như anh vậy. Sao mơ ước nhỏ vậy, nhất định phải giỏi hơn anh chứ. Em làm việc nha. Được. À, nè cậu, lát nữa đó cậu nhớ là qua bên kia nghe. Dạ biết. Ờ. Ê không được rồi, tôi phải đi toilet nữa. Ờ được, dạ được. Ờ xin lỗi sếp. Tôi sẽ đi ngay đây. Anh à, anh đậu xe như vậy là phạm luật rồi. Ờ, tôi biết rồi sếp. Thật ngại quá, xin lỗi nghe, tôi đi ngay đi. Thì anh cho xe bằng lái. Ờ, không cần đâu sếp. Thật ngại quá, tôi đi ngay mà. Anh đi gấp gì vậy, định đi đâu? Ờ, tôi đi đi gấp để đón bạn gái. Trên xe anh để gì vậy? À, không có gì đâu. Chỉ là mấy thứ linh tinh thôi sếp à. Phiền anh mở cốp xe cho tôi kiểm tra. Chuyện gì đó? Tên cảnh sát này vừa đi ngang đây kêu em mở cốp xe ra. Xe của chúng ta có nhiều hàng như vậy, cho nên em phải giải quyết hắn. Còn đừng lúc nào cũng manh động có được không vậy? Cậu thích đánh người lắm sao?
Mang trắng qua đi. Chị hai, tại sao em lại ở đi? Cô ta là người xếp triển chăm sóc từ nhỏ tới lớn. Có chí thì nên. Triển Hàng Thao. Đừng có coi thường cuốn sổ nhỏ này. Sau khi tuần tra làm việc, hãy ghi lại những điều cần chú ý, sẽ rất có ích cho cậu. Em sẽ ghi chép cẩn thận. Cảm ơn anh Thao. Anh quen với nạn nhân? Chúng tôi là hàng xóm. Tôi vừa nói vài câu với cậu ta. Madame à, cô cần thông tin gì cứ nói. Quan trọng nhất bắt được hung thủ giết cậu Phúc. Cậu bác cậu Khôn. Madame, đưa sếp Triển và người này đi lấy Khôn Khôn. Yes, madame. Mời đi bên này. Căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương, vùng đầu bị va chạm mạnh. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là vùng cổ bị cắt đứt động mạch bằng dao. Có là đêm đó đường vắng vẻ, không có người qua lại, muốn bắt được hung thủ không dễ đâu. Madame, có manh mối. Trên cơ thể người chết và trong phạm vi 3 mét, chúng tôi phát hiện ra nhiều dấu giày. Nó thuộc về nhãn hiệu giày thể thao đã ngưng sản xuất. Theo suy đoán, có thể là do hung thủ để lại. Trên người nạn nhân còn có dụng khoai tây. Ngoài ra ở thùng rác gần đó có một bao giấy của một tiệm chuyên bán khoai tây chiên. Tên là Thử Một Lần. Nếu như bao giấy đó là do hung thủ để lại, có nghĩa là hung thủ sau khi mua xong khoai tây đã ăn ở dọc đường, sau đó không biết nguyên nhân gì lại sát hại nạn nhân. Biên bản phạt của nạn nhân rơi trên mặt đất, lại còn bị giò nát. Lúc đó chắc anh ta đang viết giấy phạt. Nhận giấy phạt thôi, đâu cần giết người độc ác như vậy. Chắc lúc đó nạn nhân phát hiện điều gì đó rất quan trọng, như là ma túy, súng đạn hoặc tội phạm truy nã. Tiệm chuyên bán khoai tây này có 3 chi nhánh. Yêu cầu CIB giúp đỡ tìm tư liệu. Ngoài ra truy tìm xem đôi giày đã ngưng sản xuất này có thể mua được ở đâu nữa. Mọi người xuất phát. Yes, madam. Cảnh sát La Vĩnh Phú bị sát hại hôm trước. Cha mẹ và người thân của anh ta hôm nay đến hiện trường vụ án cưỡng tế. La Vĩnh Phú 20 tuổi, là con trai một trong nhà, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát. Cha mẹ anh đối với sự ra đi của anh đều cảm thấy rất đau lòng. Sếp Triển, đừng quá đau lòng. Chúng ta nghĩ xem có thể giúp gì cho gia đình cậu ấy không. Chúng ta đều là anh em, chắc chắn không từ chối đâu. Cậu ấy từ nhỏ đã nói muốn làm cảnh sát như ba và tôi. Lần này cậu ấy tốt nghiệp thì lại... Tên hung thủ này đúng là muốn khiêu chiến cảnh sát mà. Hiện tại bên điểm ô chưa có manh mối gì. Tôi không sợ gì hết, chỉ sợ hung thủ còn ngoài vòng pháp luật. Tôi không hiểu điểm ô làm gì. Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn đã bắt được tên hung thủ, sau đó một phát bắn chết luôn. Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu có nhớ bây giờ mình đang làm gì không vậy? Sếp Triển à, cậu Lễ cũng vì quá nóng giận cho nên mới nói vậy thôi. 3 phút sau.
Sếp, cuối cùng cậu hiểu tôi nói gì không? Tại sao lại nổ súng? Bởi vì cậu Quảng đã bỏ lỡ mục tiêu. Cậu yểm trợ không phải là công kích. Dù cậu ta bỏ lỡ mục tiêu, cậu cũng không được nổ súng. Sếp, trong thực tế chúng ta phải tranh thủ từng phút từng giây. Nếu như tôi không nổ súng, có thể sẽ có đồng đội hy sinh. Bây giờ là tập luyện. Đội phi hổ yêu cầu kỷ luật. Tôi cần một đội viên tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, chứ không phải chủ nghĩa anh hùng muốn làm gì thì làm. Sếp, luyện tập là để chuẩn bị cho tương lai. Tôi chỉ là tùy cơ ứng biến, không phải muốn làm gì thì làm, cũng chưa từng nghĩ chủ nghĩa anh hùng gì. Tôi không cảm thấy mình sai gì hết sếp. Tôi nói rồi, phải dùng vũ lực nhẹ nhất khống chế tội phạm. Tại sao cậu lại bắn vào đầu? Cậu nói luyện tập là chuẩn bị cho tương lai. Nếu như lúc nãy là hành động thực tế, cậu đã vi phạm quy tắc cảnh sát, thậm chí còn bị khởi tố mưu sát. Cậu còn nói là mình không sai sao? Nói, cậu có sai không? Có sếp. Tôi biết cái chết của cậu Phú khiến cậu không vui, nhưng nếu cậu để tình cảm ảnh hưởng đến phán đoán của mình, tôi nghĩ cậu không thích hợp ở lại đội công kích. Bắt đầu từ bây giờ, cậu chuyển sang đội bắn tỉa. Sếp, sếp. Chị về rồi hả? Vẫn chưa ăn sáng à? Em nấu mì cho chị ăn nha. Ăn nuôi hay mì trứng? Salad thích hợp với chị hơn. Salad này vẫn còn tươi lắm. Không thích hả? Ở trời cũng phải uống chút nước chứ. Nè. Cảm ơn. Sao rồi? Vẫn đang điều tra vụ cậu Phú hả? Ngày đầu tiên đi tuần đã bị như vậy rồi, thật tội nghiệp. Chắc chắn chị sẽ bắt được hung thủ. Cậu Phú đó tính tình ngoan lắm, làm gì có kẻ thù chứ. Ngày đầu đi tuần tra, không lý nào gặp xã hội đen trả thù. Cuối cùng là kẻ nào mà giết cậu ta tàn nhẫn vậy chứ? Nếu chị mệt thì về phòng ngủ đi. Đi. Chị hai ngủ dậy nhớ uống canh nguyên. Một tiếng làm sao đủ? Như vậy còn được. Em đi nha. Xin lỗi, con đang bận, không thể tới tìm sao chuỗi chọn nhẫn với anh được. Hay là về đi, tối nay em làm món mì xào mà anh thích ăn nhất nha. Ok, tối nay gặp, bye bye. 5 giờ chiều hôm nay, một tiệm vàng ở Kim Sa Chuỗi đã xảy ra vụ nổ bom. Một công dân quốc tịch Trung Quốc đã tử vong tại chỗ. Nạn nhân họ Tiền, khoảng 35 tuổi. Điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Hey!
Có chuyện gì Ben? CIB đã điều tra tiệm bán khoai tây, phát hiện trong camera quan sát của một cửa tiệm ghi hình tên thanh niên phía trước chúng ta trong đêm xảy ra vụ án mang đôi giày thể thao không còn sản xuất nữa đi mua khoai tây. Tôi nghĩ chính hắn ta đã giết đồng nghiệp của chúng ta. Cô nghĩ sao? Madame, tình hình sao rồi? Các nghi phạm và xe đều bị rơi xuống nước. Xe đã được dứt lên, nhưng vẫn chưa tìm ra được nghi phạm. Có thể vẫn còn ở dưới. Cửa kính đã bị bể, có thể có vật chứng trôi ra ngoài. Tôi cử người xuống dưới kiểm tra. Trời, ai mà nước xuống dưới đó có tắm 10 ngày cũng không sạch được. Không phải chứ. Nè, yên tâm đi. Công việc này trước giờ do người cũ làm. Bình thường thì do Long Bà, tôi và cô Quang làm. Ai cũng làm chung được. Long Bà, thay quần áo xuống biển. Yes sir. Cả cậu nữa cậu Lễ. Hả? Cậu đã từng được tầm huấn lặng mà. Có phải có vấn đề gì không? Không vấn đề gì sếp.
Trong túi nhựa này không có chứng minh thư, chỉ có mấy hóa đơn và phiếu quà tặng bị ướt thôi. Phiếu quà tặng mua sắm. Ben, liên lạc với sở giao thông, kiểm tra dạo gần đây xe này đã đi đâu, đặc biệt chú ý đến khu Nguyên Lãng. Yes, madam. Một lính bắn tỉa xuất sắc, ngoài việc bắn chuẩn ra còn phải có kiên nhẫn làm được chuyện người khác không làm được. Có lúc không biết khi nào mục tiêu sẽ xuất hiện. Lính bắn tỉa có thể mai phục hơn 10 tiếng đồng hồ, thậm chí là cả ngày. Cho nên tâm lý và sinh lý lúc nào cũng... Gỡ ống ngắm ra, bắn lại lần nữa. Xếp triển, mục tiêu ở ngoài phạm vi 200 mét. Không có ống ngắm làm sao bắn đi. Đồng nghiệp CIB cho biết biển số xe của nghi phạm là biển số giả. Căn cứ vào hệ thống phân tích theo dõi giao thông, những nơi chiếc xe này đến gần đây nhất đã tìm đến hang ổ của bọn chúng. Hơn nữa có thể nghi phạm có súng. Mọi người cẩn thận. Không có gì cả, madam. Có thể là thuốc nổ. Tôi sẽ thông báo đội pháp chứng. Chúng ta kiểm tra bốn phía có phát hiện gì khác nữa không? Madam, đã có báo cáo của phòng pháp chứng. Bọn chúng ta phát hiện trong nhà gỗ đều là thuốc nổ mạnh BETM. Bọn chúng muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ là thành phần khủng bố? Nếu như là thành phần khủng bố thì cần chúng ta điều tra sao? Hóa đơn và túi ni lông tìm được trong nhà gỗ đều là của những tiệm tạp hóa và nước giải khát. Hóa đơn đều là ghi trong tuần này. Có thể nói, có lẽ bọn cướp đã quan sát khu vực này một thời gian. Nhưng khu vực này không có tiệm vàng hay cửa hàng đá quý. Nhưng ở đó có ngân hàng. Không đúng. Bởi vì phía sau ngân hàng là tổng cục cảnh sát. Vậy cũng phải, bọn cướp to gan đến mấy cũng sẽ không chọn ngân hàng này. Nhưng mà ở đây có một con đường nhỏ. Mục tiêu của bọn cướp có thể là xe chở tiền, chuyển tiền về ngân hàng này. Con đường này chính là mấu chốt. Bọn chúng sẽ ra tay ở đây. Ben, tôi sẽ kiểm tra thời gian xe chở tiền tới ngân hàng. Hèn gì phải dùng lượng lớn thuốc nổ như vậy, thì đã muốn cho nổ xe thiết giáp. Bọn chúng tốn nhiều tiền như vậy chắc chắn sẽ làm lớn đó. Madam, ngày mốt sẽ có xe áp tải vận chuyển vàng số lượng lớn từ sân bay về ngân hàng. Hơn nữa sẽ đi qua con đường này. Mày làm cái gì vậy? Vậy mà cũng để cảnh sát theo dõi được. Tao cũng đã thoát được rồi, mày còn muốn cái gì nữa? Bây giờ ổ của chúng ta bị cảnh sát phá rồi, để làm sao đây? Anh Vũ à,
Bây giờ chúng ta vẫn làm vụ cướp xe tiền chứ. Sợ hả? Hơn 100 triệu đó, không muốn phát tài sao? Cho dù bị cảnh sát bao vây thì sao chứ? Chúng ta có nhiều hàng như vậy, muốn bắt chúng ta ít nhất phải chết mấy đứa. Không tin tao hả? Sợ thì đừng làm nữa. Tôi và ông xã tôi làm là được rồi. Yên tâm đi, chị hai. Nếu như đi, tụi em cũng sẽ đi mà. Nói ít thôi. Mau đi thu dọn đồ đi. Dọn đồ thôi. Tụi em vào đi. Bà xã, qua đi ngồi đi. Tặng cho em nè. Cô thích không? Ông xã tặng gì cho em, em cũng thích hết. Nè, anh nói rồi, chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang phú quý. Vì chuyện này chỉ là bắt đầu thôi, sau này sẽ có nhiều bất ngờ hơn. Cảm ơn. Đến lúc đó em thích sợi nào thì lấy sợi đó. Nhận được thông báo của điểm ô, xe chuyển tiền của ngân hàng sẽ mang một số vàng từ sân bay chuyển đến kho vàng lúc 3 giờ chiều nay. Theo tin tình báo, kẻ cướp rất có thể sẽ ra tay ở đường hầm. Madame Trang, tình hình sao rồi? Máy bay sẽ hạ cánh lúc 3 giờ. Theo chúng tôi tính toán, xe chở vàng sẽ rời khỏi sân bay lúc 3 giờ 45 phút. 4 giờ rồi sẽ tới con đường đó. Phía chúng tôi đã liên lạc công ty vận chuyển và sẽ duy trì liên lạc với xe vận chuyển đó. Tôi nghĩ bây giờ nên để chúng tôi tiếp nhận. Có vấn đề gì không? Không. Cảm ơn. Đi. Nếu như bọn cướp ra tay, có thể bọn chúng sẽ chặn xe ngay giữa đường hầm. Chủ môn, Tinh Quang, ba cậu tiếp nhận công việc của đồng nghiệp điểm ô, giả làm nhân viên cầu đường đang sửa đường. Yes sir. Cậu Nguyên, tiện nhân, hai cậu đưa cậu Hiên và cậu Lễ yểm trợ hai bên đường hầm. Yes sir. Long à, anh dẫn một nhóm người theo xe từ sân bay đến đây. Mọi người phải nhớ kỹ, bọn cướp có vũ khí, mọi người phải cẩn thận. Yes sir. Đi. Cậu Bá, tôi muốn cậu và cậu Khôn giúp tôi một việc. Trả tiền cho khỏi lòng rồi, nhớ sao bắt đầu theo dõi. Trong này giao cho anh. Dạ đó. Thank you.